Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Bích Châu xin thân ái kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thánh Ca và Đời Sống do Tin Vui Media thực hiện. Kính thưa quý vị, vào Chủ nhật tuần này, Giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista, một người đến trước, đến để loan báo tin mừng đấng cứu độ cho muôn dân. Thánh Gioan Bautista là một người can đảm, đã kêu gọi con người từ bỏ những tự ái và tỳ hiềm nhỏ nhoi để dọn đường cho Chúa đến. Trong tâm tình này, Thánh Ca và Đời Sống tuần này xin được chọn bài hát Con Xin Lỗi Chúa, là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về sự bác ái. Thưa quý vị, bác ái chính là yêu thương. Vì khi chúng ta biết yêu thương, chúng ta sẽ dám ra đi phục vụ trong hy sinh thầm lặng, mà chúng ta không đòi hỏi sự đền đáp, mà chỉ cho đi. Và đặc biệt trong tuần lễ này, tiếng hát của ca sĩ Hiền Tục sẽ quay trở lại với chương trình Thánh Ca và Đời Sống. Hiền Tục cũng chia sẻ rằng những ca từ và ý nghĩa trong bài hát chính là tâm tình của cô. Bài hát Xin Lỗi Chúa là một bài hát đặc biệt. Nó giống như là một cái bài hát mà viết riêng cho Hiền Tục vậy. Hiền Tục không biết rằng là những cái người như Hiền Tục là được Chúa thương một cách đặc biệt ấy, cũng làm những cái công tác phục vụ như là đi hát này, rồi đánh nhạc, rồi viết nhạc, thì nó như thế nào. Nhưng mà riêng đối với Hiền Tục, nó giống như là cái bài hát viết cho mình từng chữ một. Hiền Tục á, là một người không có ngoan nhất, nhưng mà luôn luôn cố gắng ngoan, là bởi vì suốt trong những năm đã sống, thì cho tới thời điểm này, con người có rất là nhiều góc khuất. Và cả những cái không ngoan của mình, những cái lầm lỗi của mình, những cái mà mình bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy không hiểu sao lúc đó mình có thể làm như thế, là bởi vì mình xấu hổ. Mình thật sự xấu hổ, mình thấy mình không có tốt. Nhưng mà Chúa đấy thì không bao giờ bỏ rơi mình cả. Ngay cả khi mình ngặt nhất, mình ngặt và mình rơi xuống đáy vực, khi mà không có ai có thể cứu mình lên, ngay cả bản thân mình có thể mình trèo chống cỡ nào mình cũng không thể nào vượt qua, chỉ còn một cách duy nhất là quỳ ở dưới chân mẹ hay quỳ dưới chân Chúa mà cầu xin. Thì khi mà mình, đó là cái trải nghiệm riêng của Hiền Thục, khi mà cầu nguyện với Ngài, với mẹ thường ngày, hàng ngày hàng giờ, có khi quá buồn quá đau khổ, cầu nguyện từng giây, không hiểu sao những cái nỗi buồn của Hiền Thục được Ngài cất đi, được mẹ cất đi dần dần, và trả lại cho quý vị là một hình ảnh của Hiền Thục như bây giờ. Thật sự rất là vui và hài lòng với cuộc sống của mình. Chưa biết chắc rằng là trong cái đường tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng mà Hiền Thục hứa là vẫn sẽ cố gắng ngoan nhất. Xin Lỗi Chúa là một cái bài hát tâm tình của chính cái người ca sĩ Hiền Thục, là một con người cũng từng làm những cái việc không tốt, một cái chuộc lỗi nhỏ nhỏ để mình làm cái gì đó, một cái việc nhỏ mà nhiều cái việc nhỏ như Hiền Thục. Và nếu như mà quý vị cũng cảm thấy như vậy, chung tay thì nhiều cái việc nhỏ nó sẽ thành cái việc lớn. Và Hiền Thục không có cái ước ao gì nhiều hoặc là to lớn, nhưng mà chỉ nghĩ rằng là mình cố gắng sống tốt, là một người tốt, một Kitô hữu tốt, làm rạng danh cho Chúa. Vậy là con cũng cảm ơn nhiều lắm rồi. Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi
đầu mối. Con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa ơi, sao con còn trần gian thế? Sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi. Xin lỗi Chúa và xin lỗi anh bằng tất cả con tim. Lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến, chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công, chẳng lo thiệt thân. Xin đừng để gian nan làm chun bước dấn thân phục vụ. Xin đừng để làm nhụt chí thoái lui. Xin Người đến cho con người khốn cùng cần cứu giúp. Xin cũng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vụ. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa quý vị vừa lắng nghe bài hát Con xin lỗi Chúa, sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Và qua bài hát này chúng ta nhận ra rằng hồi tâm để tâm sự với Chúa mỗi ngày về sự nhỏ nhoi, về sự yếu hèn của con người trong suy nghĩ, trong lời nói và trong việc làm với những người chung quanh thật cần thiết. Vì khi đó chúng ta sẽ nhận thấy được thiếu sót của mình và hoàn thiện hơn trong công việc bác ái để làm đẹp lòng Chúa trong đời sống hàng ngày. Bích Châu xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chúng tôi xin được chúc quý vị một cuối tuần an lành, bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình.
Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.